Thưa quý vị, Tết Nguyên đán năm nay lần đầu tiên nhiều thành phố của Trung Quốc đã phát hành các bao lì xì bằng tiền điện tử cho người dân thông qua rút thăm ngẫu nhiên. Chương trình này đã góp phần giúp kích thích tiêu dùng Tết Nguyên đán tại quốc gia tỷ dân này. Nếu là người dân ở Tô Châu, Quảng Đông hay Bắc Kinh, Trung Quốc, bạn sẽ có cơ hội nhận được một phong bao lì xì tiền kỹ thuật số trị giá 200 nhân dân tệ nhờ vào chương trình phát hành tiền kỹ thuật số với tổng trị giá 60 triệu nhân dân tệ, gần 9,3 triệu đô la Mỹ thông qua hình thức sổ số, số. Người may mắn nhận lì xì tiền số có thể chi tiêu từ ngày 29 Tết Nguyên đán tới Tết Nguyên tiêu, giảm tháng riêng tại các cửa hàng truyền thống lẫn trực tuyến. Chúng tôi đăng ký trực tuyến và sau đó hệ thống rút thăm ngẫu nhiên. Tôi rất may mắn vì đã trúng giải lì xì tiền số. Tôi thấy có thể sử dụng tiền này mua sắm với cả các cửa hàng thương hiệu lâu đời, khiến tôi muốn trải nghiệm mua sắm kiểu mới này. Đối với người bán hàng, việc thu tiền kỹ thuật số không yêu cầu bất kỳ khoản phí nào và thuận tiện hơn các phương thức thanh toán khác. Vì thế, hoạt động kích thích tiêu dùng bằng tiền số lì xì si được hàng chục nghìn doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm hàng ngày, thời trang, dịch vụ ăn uống, giải trí và các lĩnh vực khác tham gia hưởng ứng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho hoạt động này từ trước Tết. Ngân hàng cũng đã cử nhân viên tới hỗ trợ để bảo trì và nâng cấp hệ thống của chúng tôi nhằm đảm bảo thanh toán tiền lì xì si số dễ dàng, tiện lợi cho cả người dân và nhân viên. Sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp tại Trung Quốc với tiền lì xì số có thể là tín hiệu tích cực khi quốc gia này đang khuyến khích tiêu dùng sử dụng tiền kỹ thuật số và chuẩn bị cho việc thí điểm thêm hình thức tiền tệ mới này trong dịp Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2022.